Các dạng san hô trên khắp thế giới đang trải qua hiện tượng tẩy trắng hàng loạt lần thứ tư được ghi nhận trong lịch sử do khủng hoảng khí hậu khiến cho nhiệt độ đại dương tăng kỷ lục. Vùng biển miền Nam Việt Nam, đặc biệt là Côn Đảo, cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chỉ tính riêng trong 2 tháng vừa qua đã có khoảng 800 hecta san hô ở Côn Đảo bị tẩy trắng, tỷ lệ có nơi lên đến 70%. Vườn Quốc gia Côn Đảo và các nhà nghiên cứu hiện đang gấp rút đánh giá mức độ ảnh hưởng của hiện tượng này đối với hệ sinh thái biển Côn Đảo. 2 năm trước, Jürgen, khách du lịch người Áo, đã có dịp đến với Côn Đảo và rất ấn tượng với hệ sinh thái san hô phong phú và đa dạng nơi đây. Trở lại hòn đảo trong mùa hè này và chứng kiến dạng san hô đã bị tẩy trắng hàng loạt, Jürgen thật sự rất buồn. So với 2 năm trước, rất nhiều san hô đang chết dần và trở nên trắng xóa. Dạng san hô đã thay đổi rất nhiều và tôi khá lo lắng về điều đó. Các nhóm loài san hô bị tẩy trắng chủ yếu là san hô khối, san hô cành, nhóm san hô phiến và nhóm loài san hô nấm. Độ sâu của các loài san hô bị tẩy trắng từ 3 đến 15 mét, nhiệt độ nước biển gia tăng bất thường vượt ngưỡng 30 độ C, dẫn đến tảo cộng sinh trong san hô rời khỏi cơ thể san hô, làm cho khung xương san hô bị mất màu, san hô có nguy cơ bị chết cao. Coi như là tẩy trắng trên diện rộng toàn bộ cái dạng san hô Côn Đảo. Toàn đảo thì mình điều tra là tất cả là 8 điểm. Phía đông của đảo chính thì tỷ lệ san hô tẩy trắng từ 80 tới 100%. Phía tây nam của đảo thì tình trạng nó tẩy trắng từ 60-70%. San hô có thể sống sót sau sự kiện tẩy trắng nếu vùng nước xung quanh mát hơn, tảo quay trở lại và môi trường sinh trưởng không có rác thải. Chính vì vậy, các biện pháp tạm thời đã được Vườn Quốc gia Côn Đảo thực hiện ngay như dọn rác dưới đáy biển, giảm các hoạt động du lịch. Hiện nay là san hô nó đang trong cái giai đoạn phục hồi. Vườn Quốc gia đang đề nghị là tạm ngưng dịch vụ là bơi lội ngắm san hô lấy cuối tháng 9. Nơi nào mà san hô bị tẩy trắng mà không thể phục hồi được á, không thể, nghĩa là chết luôn á, không thể phục hồi thì mình đề xuất cái giải pháp là mình sẽ trồng mới. Dạng san hô dưới đáy biển Côn Đảo là môi trường lý tưởng để rùa dưỡng thai. Hàng năm, vùng biển này đón nhiều rùa biển di cư đến để đẻ trứng. Mất đi dạng san hô đồng nghĩa với việc mất đi nguồn lợi thủy hải sản và môi trường sinh đẻ của rùa biển. Nghề cá ven biển cũng sẽ gặp khó khăn chưa từng thấy khi không còn khu vực sinh sản cho các loài sinh vật biển. Cuối tháng 7 này, các nhà khoa học cũng sẽ đánh giá lại khả năng phục hồi của dạng san hô ở Côn Đảo sau tẩy trắng. Khu vực nào không thể phục hồi sẽ được đề xuất nhân giống và cấy ghép lại.